Hello, xin chào bà con. Hôm nay mình làm YouTube, mình thay đổi một chút xíu về cái ngôn ngữ, về cái cách mà mình truyền đạt cho bà con những cái kinh nghiệm nuôi heo rừng và những cái mình đã từng làm ha. Thì hôm nay mình sẽ chuyển thể những cái thực tế thành những cái câu chuyện mà mình đã từng làm, cho nó thân thuộc với bà con ha. Những cái câu chuyện này sẽ là những câu chuyện mà hàng ngày Phước đi làm, công việc của một cái người việc của mình là như thế nào đó. Phước sẽ lên cái series cho bà con, một clip nó dài khoảng tầm 8 tới 10 phút ha. Thì hôm nay là câu chuyện đầu tiên trong cái chuỗi series này. Phước muốn làm thay đổi cái cách nhận diện tới bà con, không cũng mong bà con ủng hộ, cũng mong bà con xem nhiều hơn, đó là động lực để mình ra những cái video mới. Nhiều khi mấy bà con mà nói Phước lên cái YouTube mà ít quá, tôi gọi cho người khác, tôi tưởng là Phước nghĩ rồi, tôi gọi cho người khác, nó là xài chưa đúng bà con ơi. Nghĩa là Phước không có thời gian để lên cái YouTube mới, không. Với lại cái vấn đề nữa là bà con xem lượt xem quá ít, bà con lên cứ lên xem cái trang của mình đi, thì không biết bà con đang tìm hiểu về cái gì ở trên đó thì mình chưa nắm bắt rõ, đó là do kinh nghiệm mình làm YouTube yếu, không. Thì mình thấy là bà con tìm hiểu là thiến heo nè, rồi nuôi làm sao cho đạt nè. Nhưng mà chỉ làm sao, không? Có nhiều bà con nuôi thì bây giờ cứ bỏ xó chó ăn đó rồi nó sẽ từ nó lớn, không? Có nhiều bà con chăm rất là chăm luôn, nhưng mà con heo nó không có lớn, nó không có đạt, rồi nó bị ghẻ tóc, nó bị gì, ôi tá lá âm binh hết, không? Tỏ ngày bệnh hoài. Heo con thì ỉa, mà heo lớn thì ghẻ chóc. Nên là khi mà mình hướng dẫn bà con thì ví dụ như trong tình huống mình nuôi con heo trắng đi, hoặc là nuôi con bò đi, hoặc nuôi con dê đi, hiện tại thì bây giờ con heo trắng thì muốn lên xuống à, không? Bà con lên Facebook, bà con lên Google, bà con lên các trang mạng xã hội, bà con thấy ô heo trắng đang lên ùn nhau đi mua, không? Thì trong quá trình mà 3-4 tháng đó mình nuôi thì giá nó có lên hay không chưa chắc gì, bữa nay nó 90 mà ngày mai nó còn 70 đâu, không, có thể thấp hơn. Thực trạng là suốt từ lúc mà Phước ra nghề, trước lúc ra nghề rồi thì Phước đã thấy cái tình trạng đó rồi, nghĩa là muốn lên xuống à, đó là do tình trạng của thương lái, không, rất là khó để làm một cái ổn định đối với heo trắng, không. Rồi cái nữa là quyết định là do mấy ông chăn nuôi cám, mấy ông thức ăn công nghiệp, mấy ông phải lợi chứ, chứ bán lỗ ai bán. Đó là cái cách mà mình giải thích cho bà con hiểu. Rồi cái thứ hai nữa là con heo trắng, chưa nói tới dịch bệnh nha, dịch tả châu Phi, rồi heo tây xanh, rồi lở mồm long móng, rồi các thứ đó nữa. Những cái dịch lớn thì nhà nước có hỗ trợ rồi, nhưng mà năm nay là năm trước, 2 năm trước dịch là nó muốn nghèo muốn chết rồi, ai đâu hỗ trợ nữa, không. Đặc biệt là dịch tả châu Phi không còn hỗ trợ nữa. Rồi còn một cái nữa là cái con heo, cái con bò đi. Bây giờ cái series này mình nấu cái heo trắng đi, mỗi cái là một con, mỗi cái là một cái cách ha. Thì hồi xưa bà con mình chăn nuôi, nếu mà Phước nói video này không đúng cho Phước nói lại, heo trắng thông thường ví dụ như mình nuôi một mình nên mình đi thì mình bắt chước người ta nuôi, trước người ta làm, ông đầu sớm ông nuôi cám gì, cám cái ghiêu gì đó ngon, heo lớn, ok, tao bắt trước. Rồi, cám gì đó, upit fit hay cái gì đó, ok, tốt, hoặc cám vị thắng nó tốt, thì mình sử dụng cái loại đó. Đó, thì bắt trước. Rồi, cái thứ hai nữa là cái chuồng. Ông này ông làm hồ tắm, ông kia ông không làm hồ tắm, đồ ngựa này mình về mình sáng chế ra. Không,
giữa hồ tắm với một cái bên kia là đệm lót sinh học đó, ở trên là đệm lót sinh học, ở dưới là hồ tắm có rồi nha. Đó rồi bắt đầu nó xuống nó tắm ha, ông nội nó lên nó dậm trên kia, nó ỉa trên kia ha, thánh thần ơi, vừa dưới vừa cứt vừa nước đáy trên, vừa cứt nước đáy trên, khô dưới nước, hai cái nó hòa quyện một cái ha, thánh thần ơi, chuồng heo bệnh tối ngày luôn. Thấy không, tới mùa khô ha thì ở trên nó bay bụi mịt mù trời chứ đó, còn ở dưới á thì nó ẩm nó bay hơi lên hoài, heo nó hít lên bệnh nó giống như hơi đất mà trời mưa mà thoáng một cái vậy đó. Nó hỏi bà con có bệnh không, bà con ngồi trên đó mà bà con nguyên ngày trong đó chung với nó coi bà con bệnh không đó. Đó là ý mình cũng nói, chuồng là bắt chước người ta làm rồi, thức ăn là cũng bắt chước người ta sử dụng, mình chả có biết cái gì hết trơn á đó. Đó nông dân là vậy, nông dân rất là thật, rất là thật thà thôi. Nghe nói cái gì hiệu quả, nghe nói cái gì tốt, mà nghe nói cái gì nó rẻ là được, thấy không, chứ không có cần thiết phải ấy, phải thực tế chứng minh. Ông nuôi làm sao, mình làm điều kiện giống ổng hay không, mình chích thuốc giống ổng hay không, quy trình mình làm giống ổng hay không đó. Thì mình nói ở đây là góc độ là để bà con nhận biết hiểu được là cái vấn đề là chăn nuôi mình phải có quy trình, mình phải có tất tần tật là cái cám đó mình sử dụng nó tốt hay chưa, chuồng trại mình phải xây dựng như thế nào, và lỡ mà nó có bị hư hại như thế nào thì mình sửa ra sao đó, và mình tính toán tới những trường hợp xấu nhất để mình giải quyết đó. Đó là cách chú Phước, đúng không, cách chú Phước nói. Ở miền Tây mình á, thì có nhiều khi mình bước vô cái chuồng heo mà nhìn thảm hại hơn là chuồng heo những ông mà có điều kiện á, thì gọi là như Phước nói đó, sáng chế tùm lum hết trơn á. Mình dư tiền mà mình đi sáng chế tùm lum hết trơn á, tới chừng bước vô nó thật sự heo trắng là họ lĩnh vực đó là chuyên ngành thú y của mình, nhưng mà hiện tại là mình không làm, cho nên là mình chỉ hướng dẫn bà con thôi, nếu mà được thì cảm ơn, còn không được thì thôi đó. Đó là không phải nghề của mình, không phải cái nghề chuyên của mình hiện tại mình đang làm, không phải là nghề mình làm hồi 5 năm trước mình có làm rồi, làm 3 năm rồi đó. Thì nhiều khi cái chuồng heo thánh thần ơi cứt nó lên ha, tới đầu luôn, con heo nhìn nó ra luôn, thì làm sao mà nó không bệnh. Mình đi vệ sinh thì mình còn nhấn cái cầu cho nó sạch, mình muốn cho nó sạch, còn nhiều con nó dơ quá làm sao mà nó khỏe được bà con, thấy không. Đó là cái cách mà mỗi người chăm sóc nó, cưng nó sẽ khỏe thôi, còn nhiều người đâu có cưng đâu, đúng không. Rồi cưng nè, làm quy trình chuồng trại, đầu tiên là cái chuồng trại nó đúng, không mưa tạt, không gió lùa, không. Rồi có bãi tắm hay không có bãi tắm tùy thuộc vào địa phương, tùy thuộc vào cái tỉnh của mình ở. Rồi cái nữa là nguồn thức ăn nó phải phù hợp, ví dụ ở cái bãi heo của mình nhiều khi nó sử dụng cái cám của thằng hãng này không được thì sử dụng hãng khác. Rồi ok, rồi cái nữa là quy trình vaccine phải chuẩn, ví dụ chỗ mình heo nó hay bị tiêu chảy E. coli thì nên chích E. coli cho con heo mẹ nếu như mình có nuôi heo nái sinh sản, còn không thì cho heo con uống ngừa, không, hoặc là chủng ngừa lúc nhỏ. Thì chúng ta thấy là nếu mà làm tốt những cái quy trình đó mà không có đạt hiệu quả thì mình xem lại là cái nguồn heo giống, không, xem lại coi nó vướng chỗ nào, heo mà nguyên bầy nó không lớn, mà nguyên bầy nó bệnh không, không, thì mình coi lại có phải nguồn heo giống không, có thể nguồn heo giống không chất lượng đó, nó rất nhiều yếu tố đó. Phước nói gì nói, nhưng mà bà con nào có xem video mình thì cứ suy nghĩ, cứ nhìn và cứ lắng nghe, không sai thì mình cãi, đúng thì mình đó. Rồi thì hôm nay Phước chia sẻ heo trắng bao nhiêu đây thôi, thì thời gian tới thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn chút xíu, là mỗi một cái video là mình ra một cái chuyên mục mới
đó là con khác. Lần sau mình sẽ lên phân tích về cái phần heo trắng tiếp theo phần 2 ha. Rồi, xin chào bà con, hẹn gặp lại. Hãy ấn đăng ký kênh để xem được những video mới nhất ha. Chào bà con.